Xin chào các bạn. Trong các món ăn vặt phổ biến hiện nay, có lẽ bánh lăng, phô mai que hay trứng cút chiên giòn được rất nhiều bạn yêu thích. Các món này thường được ăn trong những dịp uống nước với bạn bè vào giờ ra chơi sau một vài tiết học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm các món ăn khá hấp dẫn này. Trước tiên tôi sử dụng khoảng 100g đường cát, thêm 30ml nước và vắt một miếng chanh vào. Sau đó bắt lên bếp, đun nhỏ lửa cho đến khi đường tan hoàn toàn. Chúng ta cứ để yên như thế và tiếp tục đun thêm vài phút nữa. Trong thời gian này, tôi sẽ chuẩn bị một số khuôn nhựa đã được làm khô để chuẩn bị đổ hỗn hợp đường ra. Khi đường đã chuyển sang màu vàng đậm, ta sẽ nhấc chúng ra khỏi bếp, cho vào các khuôn đã được chuẩn bị sẵn. Chúng ta chỉ cho một lượng đường nhỏ trên từng khuôn, chán đều ở mặt bên dưới, sao cho chúng tạo thành một lớp đường mỏng, rồi để sang một bên. Tiếp theo, tôi sử dụng 5 quả trứng gà, đập trước 3 quả cho vào một cái tô. Với hai trứng còn lại, ta chỉ lấy phần lòng đỏ của chúng, sau đó trộn đều tất cả lên để lòng trắng và lòng đỏ được hòa quyện với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 170g sữa đặc, pha vào khoảng 160ml nước ấm và khuấy lên cho sữa tan đều. Ta sẽ thêm gần 150ml sữa tươi không đường vào, rồi bắt lên bếp, đun cho hỗn hợp nóng lên. Bạn nhớ chỉnh nhỏ lửa để hỗn hợp chỉ được làm nóng chứ không cho chúng sôi. Khi hỗn hợp đã hơi nóng, ta sẽ cho trứng vào và khuấy đều theo một hướng nhất định. Bạn cũng có thể cho thêm một ống vani để hỗn hợp được thơm hơn. Sau đó nhấc tất cả ra khỏi bếp. Chúng ta sẽ lược hỗn hợp này qua một cái rây để loại bỏ lớp bọt cũng như phần lòng trắng không tan đi. Bây giờ tôi sẽ cho hỗn hợp vào từng khuôn có chán đường lúc nãy, rồi đậy phần nắp phía trên. Ta sẽ tiếp tục làm tương tự với các khuôn còn lại. Khi đã cho hết hỗn hợp vào khuôn, tôi sẽ đem tất cả đi hấp. Chúng ta sẽ hấp trong khoảng 45 phút với lửa thật nhỏ để không làm nước sôi mạnh và hạn chế tình trạng bánh bị rỗ khi chín. Thỉnh thoảng bạn nên mở nắp ra cho hơi nước bay đi bớt. Sau một thời gian, chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu bánh đặt lại là đạt yêu cầu. Lúc này, ta sẽ lấy bánh ra và để cho chúng nguội đi. Khi nguội, trong bánh rất mịn, với phần phía trên hơi vàng và lớp đường màu nâu bên dưới. Ta sẽ cho chúng ra dĩa, thêm một ít nước đá vào là có thể ăn ngay. Bánh lăng rất ngon với phần bánh mềm, thơm mùi sữa cùng với vị ngọt gắt của nước đường làm nhiều bạn rất thích khi ăn luôn đi kèm với một ly nước lạnh. Nếu bạn muốn làm một món ăn vặt khác giòn hơn, chúng ta sẽ sử dụng 140g bột mì đa dụng, cho tất cả vào thao, thêm 20g đường cát và đập vào một quả trứng gà. Sau đó thêm khoảng 150ml sữa tươi không đường, rồi trộn đều tất cả lên để chúng được hòa tan hoàn toàn với nhau. Bạn thấy hỗn hợp có vẻ hơi sệt một chút, ta sẽ để chúng sang một bên. Tiếp theo, tôi lấy một miếng phô mai loại lớn với bề ngang khoảng 1 tấc và độ dày chừng hơn 1cm. Sau đó cắt ngang miếng phô mai để chúng tạo thành những hình vuông dài như bạn thấy. Lúc này ta sẽ nhúng miếng phô mai vào thao bột lúc nãy, sau đó lấy phô mai ra và để vào dĩa bột chiên xù. Chúng ta sẽ phủ bột lên thanh phô mai, rồi dùng tay ép chặt các lớp bột vào sao cho chúng tạo thành một lớp dày bao phủ xung quanh như thế. Ta sẽ nhúng thanh phô mai trở lại và phủ với lớp bột chiên xù lần thứ hai. Cách này sẽ giúp phô mai không bị chảy ra ngoài trong lúc chiên. Chúng ta sẽ làm tương tự với lượng phô mai còn lại. Bây giờ tôi sẽ dùng một cái chảo bắt lên bếp và cho nhiều dầu ăn vào. Ta sẽ để lửa vừa và đun cho đến khi dầu nóng, sau đó cho từng thanh phô mai đã phủ bột vào chảo để chiên. Trong quá trình chiên, bạn nhớ để lửa lớn vừa. Nếu để lửa quá nhỏ, thời gian chiên sẽ lâu và làm phô mai dễ bị chảy bên trong. Chúng ta chỉ chiên trong thời gian khoảng chừng 30 giây đến 1 phút là phô mai sẽ chín. Ta sẽ gấp các thanh phô mai ra dĩa, để lên một tờ giấy thấm dầu cho chúng được khô hơn. Thế là xong, chúng ta có được các thanh phô mai que vàng giòn trông khá hấp dẫn. Phô mai que ăn lúc còn nóng sẽ thơm hơn và phô mai bên trong có thể kéo được ra thành sợi khá thú vị. Khi nguội lại, phô mai sẽ quá lỏng và không còn kéo sợi như lúc ban đầu. Ta có thể ăn phô mai que với tương ớt hay tương cà cũng rất ngon. Khi đã ăn hết các thanh phô mai que và lượng bột trong thao vẫn còn, tôi sẽ lấy khoảng 30 trứng cút, đem tất cả đi luộc trong thời gian chừng 5 phút để chúng được chín hoàn toàn. Sau đó cho tất cả vào một cái thao, đậy nắp lại và lắc cho phần vỏ được dập đi. Cách này sẽ giúp trứng cút được tách vỏ nhanh hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đổ thêm một ít nước, tách từng trứng ra, rồi rửa lại cho sạch. Khi đã có được một lượng trứng cút nhất định, tôi sẽ cho tất cả vào thao bột, trộn đều chúng lên, sau đó lấy từng trứng ra, lăn trên lớp bột chiên xù, rồi cho vào chảo để chiên. Trong trường hợp chiên trứng cút, ta nên chỉnh lửa nhỏ để thời gian chiên lâu hơn nhằm giúp trứng cút được nóng đến tận bên trong. Khi lớp vỏ bên ngoài đã vàng đều, ta sẽ vớt tất cả chúng ra dĩa. Bây giờ, bạn có thể thưởng thức món trứng cút chiên giòn khá hấp dẫn. Trứng cút chiên có lớp bột bên ngoài giòn và vị béo bên trong của lòng đỏ trứng khi ăn nóng sẽ rất ngon. Trứng cút chiên có nguyên liệu dễ tìm và thời gian chế biến nhanh, rất thích hợp cho những ai muốn có một món ăn vặt để mời bạn bè trong những dịp bạn đến nhà chơi.